trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức ngày hôm nay cùng với lại chúng tôi tiếp theo đây là phần tin thế giới chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenley Yến số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo nhụy hoa nghệ tây saffron tin từ Paris cho biết đình công gây gián đoạn việc bảo trì lò phản ứng hạt nhân tại nước Pháp. Phát ngôn viên của nghiệp đoàn CGT cho biết việc bảo trì tại 9 lò phản ứng hạt nhân của Pháp do công ty EDF vận hành đã bị gián đoạn trong ngày hôm nay vì một cuộc đình công phản đối kế hoạch của chính phủ về việc cải cách chế độ hưu trí, sản lượng điện của các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và hạt nhân tại Pháp đã giảm đi khoảng 8.2 gigawatt. Dữ liệu của Tổng Công ty Truyền tải Điện của Pháp cho thấy, con số này tương đương khoảng 16% tổng sản lượng điện của Pháp vào chiều ngày 11 tháng 4. Tuy nhiên, tổng lượng điện nhập cảng từ các quốc gia láng giềng chưa tới 1 gigawatt, chứng tỏ nguồn cung cũng đủ để đáp ức nhu cầu hiện tại. Bãi công và biểu tình vẫn tiếp diễn sau cuộc đàm phán giữa đại diện cho 8 nghiệp đoàn chính tại nước Pháp với thủ tướng Elizabeth Bon trong ngày 5 tháng 4, vốn được cho là nỗ lực cuối cùng để giải quyết những mâu thuẫn về cải cách chế độ hưu trí đã bị thất bại. Các nghiệp đoàn đề nghị rút lại dự luật, trong khi đó thì thủ tướng Bon khẳng định duy trì dự luật này. Đầu năm nay thì bà Bon đã công bố chi tiết kế hoạch cải cách chế độ hưu trí. Theo đó, tuổi nghỉ hưu nâng từ 62 lên 64 tuổi trong năm 2030, cũng như là sẽ áp dụng một cơ chế lương hưu tối thiểu. Cũng theo kế hoạch này từ năm 2027, người lao động sẽ phải làm việc ít nhất là 43 năm để có thể đủ điều kiện lửa hưởng lương hưu đầy đủ kể từ đó đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình và đình công thu hút nhiều người tham gia hầu hết các cuộc biểu tình đều diễn ra trong hòa bình nhưng tình hình đã trở nên căng thẳng hơn khi chính phủ vận dụng một điều khoản đặc biệt trong Hiến pháp để thông qua dự luật tại Hạ viện mà không cần các nghị sĩ bỏ phiếu hồi trung tuần tháng trước. Theo kế hoạch, thì Hội đồng Hiến pháp của nước Pháp sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về cải cách chế độ hưu trí trong ngày 14 tây tháng 4 sắp tới. Đây là một cửa ải sau chót trước khi kế hoạch cải cách này được ký thành luật. Xa qua Hà Lan, bản tin tiếp nối cho biết là người dân ở thủ đô Amsterdam phẫn nộ trước kế hoạch trung tâm khiêu dâm của thành phố. Theo thống tác giá CNN đưa tin trong ngày 11 tháng 4 cho biết, căng thẳng gia tăng khi các cư dân đối đầu với thị trường Amsterdam về một kế hoạch chuyển hoạt động mại dâm hợp pháp từ khu phố đèn đỏ sang một trung tâm khiêu dâm sẽ được đặt ở ngoại ô trong một phòng họp ở phía nam thành phố amsterdam hàng trăm người dân địa phương đã giận dữ không muốn có một nhà thổ lớn ngay trước cửa của nhà họ vấn đề này đã trở thành một cuộc chiến vì tương lai của amsterdam Amsterdam đang muốn rũ bỏ hình ảnh là thành phố tội lỗi và giảm bớt tác động của du lịch đại chúng. Trong khi cố gắng lưu giữ lại linh hồn của mình, thị trưởng Hausema đã mệt mỏi sau một cuộc họp nói rằng sẽ luôn có biểu tình, luôn có kháng cự bất kể một giải pháp nào mà chúng tôi lựa chọn. Vào tháng 3 thì hàng chục người hành nghề mại dâm đã đeo mặt nạ và mang theo biểu ngữ là cứu đèn đỏ công khai đối đầu với thị trưởng tại tòa thị chính, họ cho biết là kế hoạch này sẽ gây hại cho sinh kế của họ và không an toàn. Trong một cuộc họp mới đây, thị trưởng Hausema cũng đã bị buộc tội là làm hại Hà Lan bằng cách xua đuổi công việc kinh doanh. Trung tâm khiêu dâm là một tổ hợp các công trình bao gồm câu lạc bộ sinh hoạt tình dục và nhà hát để trình diễn các tiết mục gợi dục cũng như là các quán cà phê. Công trình này cũng bao gồm nơi ở dành riêng cho lao động tình dục. Theo thông tin trên The Warden, quy định mới dành cho gái mại dâm có hiệu lực từ ngày 1 tới tháng 4 yêu cầu các cơ sở kinh doanh mại dâm ở Amsterdam đóng cửa vào lúc 3 giờ sáng thay vì là 6 giờ sáng. Trong khi đó thì việc hút cần sa ở phố đèn đỏ cũng sẽ bị cấm vào tháng 5 sau khi các cư dân sống xung quanh khu vực này phải chịu rất nhiều phiền toái từ du lịch đại trà và lạm dụng rượu ma túy khắp mọi nơi. Theo CNN, một số gái bán dâm nói rằng những cải cách đang làm gia tăng sự kỳ thị. Họ tin rằng mình đang bị phân biệt đối xử theo một cách bất công và trở thành một vật tế thần cho lĩnh vực du lịch đại chúng của thành phố Amsterdam. Sang qua Đức, bản tin tiếp nối cho biết là nước Đức trả đũa Cộng hòa chat về việc trục xuất đại sứ. Thông tấn xã Reuters đưa tin trong ngày 11 tháng 4 cho hay, Bộ Ngoại giao của nước Đức cho hay họ đã trục xuất đại sứ chat tại Bá Linh là Mariam Ali Musa nhằm trả đũa một động thái tương tự từ chat Thông báo cho biết rằng để đáp trả vụ trục xuất vô căn cứ đại sứ của Đức tại Chat, chúng tôi trong ngày hôm nay đã triệu tập đại sứ Chat tại Berlin là bà Mariam Ali Musa và yêu cầu bà phải rời khỏi nước Đức trong vòng 48 giờ đồng hồ. Chúng tôi rất tiếc khi điều này xảy ra. Trước đó thì đại sứ Đức tại Chat đó là ông Jan-Christian Gordon Rickger đã bị chính phủ Chat trục xuất hồi đầu tháng 4. Chính phủ Chat cho biết rằng nhà ngoại giao này đã rời đi trên một chuyến bay của hãng hàng không Air France vào tối ngày 8 tháng 4, giới chức của Chat đã không công bố lý do cụ thể khiến cho ông Cricky bị trục xuất. Tuy nhiên, một viên chức chính phủ của Chat giấu tên cho hay là họ không hài lòng với các động thái can thiệp quá sâu và các phát ngôn gây chia rẽ người chat của nhà ngoại giao Đức này. Ông Kricke đã từng có các phát ngôn chỉ trích về việc giới chức chat chậm tổ chức bầu cử để trao trả chính quyền cho chính phủ dân sự, cũng như là quyết định của tòa án cho phép nhà lãnh đạo quân sự Mahamad Idris Deby tranh cử vào các vị trí trong hệ thống chính trị. Vị viên chức chat nêu trên cho hay là nhà ngoại giao nước Đức, ông Kricker đã từng nhiều lần nhận được cảnh báo về vấn đề này. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức nói rằng họ hoàn toàn không hiểu được nguyên nhân khiến cho ông Kricke, người đảm nhiệm cương vị từ tháng 7 năm 2021, bị trục xuất. Bộ Ngoại giao của Đức trong ngày 11 tháng 4 tiếp tục ra tuyên bố cho rằng ông Kricke là một đại sứ có phong thái rất gương mẫu. Xa qua Nga, bản tin tiếp nối cho biết là một ngọn núi lửa phun trào bắn ra một cột cho bụi lên không lên không trung cao đến 20 km. Theo cơ quan khảo sát địa chất tại Kamchatka, thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học của Nga, cho hay núi lửa Silver Luch đã phun trào vào lúc nửa đêm và đạt đỉnh điểm sau 6 giờ đồng hồ, tạo ra một đám mây cho bụi bao phủ một diện tích là 108.000 km2 trên bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông Nga trong ngày 11 tây tháng 4. Hình ảnh về núi lửa cho thấy đám mây cho bụi cuồn cuộn bay lên trên các khu rừng và sông suối, tại vùng Viễn Đông, dung nham tuôn ra từ núi lửa làm tan chảy tuyết và bùn chảy dọc theo tuyến đường cao tốc gần đó. Trong khi đó thì làng xóm xung quanh bị bao phủ bởi một lớp cho xám dày cho tới 8.5 cm. Đây là mức dày nhất trong vòng 60 năm. Khoảng 300.000 người sống trên bán đảo Kamchatka rộng lớn của Nga, nơi nhô ra Thái Bình Dương gần phía đông bắc của Nhật Bản. Núi lửa Silver là một trong những ngọn núi lửa lớn nhất và hoạt động mạnh nhất ở khu vực Kamchatka hiện nay thì vẫn chưa ghi nhận những trường hợp thương vong núi lửa vẫn phun trào 15 tiếng sau khi bắt đầu đội ứng phó núi lửa phun trào Kamchatka đã ban cảnh báo đỏ với ngành hàng không và thông báo hoạt động của núi lửa có thể ảnh hưởng tới các chuyến bay quốc tế và bay tầm thấp. Một số các trường học trên bán đảo Kamchatka, nơi cách mặt tư khoa sản 6.800 km về hướng đông, đã bị đóng cửa. Chính quyền yêu cầu người dân ở trong nhà. Núi lửa đã có khoảng 60 lần phun trào đáng kể trong vòng 10.000 năm qua. Vụ gần đây nhất là vào năm 2007. Núi lửa này có hai phần, phần nhỏ hơn gọi là Young Suvalok, cao 2.800 m hoạt động tích cực trong những tháng gần đây. Phần lớn hơn gọi là Old War, cao khoảng 3.283m. Tổng thống của Brazil thực hiện một chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc là bản tin tiếp nối. Tổng thống xã Tân Hoa xã đưa tin Tổng thống Luis Inaco Lula da Silva của Cộng hòa Liên bang Brazil sẽ thực hiện một chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 12 đến ngày 15 tây tháng 4. Thông báo được phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là bà Hoa Xuân Oánh xác nhận trong ngày hôm nay. Chuyến thăm lần này của Tổng thống Lula da Silva được đánh giá là nhằm mục đích làm mới quan hệ với Trung Quốc. Đây là một thị trường xuất cảng lớn nhất của Brazil. Theo dữ liệu do chính phủ của Brazil vừa công bố, Trung Quốc là thị trường xuất cảng hàng hóa lớn nhất của quốc gia Nam Mỹ này trong năm 2022 với kim ngạch đạt hơn 91.2 tỷ Mỹ Kim. Không chỉ vậy thì Brazil cũng đã nhập cảng hàng hóa chủ yếu từ Trung Quốc với hơn 61 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Thương mại giữa hai quốc gia không ngừng tăng mạnh trong những năm gần đây. Kể từ khi Tổng thống Lula da Silva thực thi một chính sách mở rộng quan hệ hợp tác không chỉ với các quốc gia châu Mỹ Latin và châu Phi mà còn với các cường quốc khác như là Trung Quốc và hoa kỳ